Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên với những tin tức thời sự Hưng Yên trong nước và quốc tế đáng chú ý. Sáng nay, Ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải họp phiên thứ 10. Dự tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương báo cáo thảo luận kết quả thực hiện, những tồn tại hạn chế khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp để thúc đẩy triển khai các dự án trong thời gian tới trên tinh thần bàn làm không bàn lùi. Thực hiện các dự án trọng điểm, tỉnh Hưng Yên đến nay đã thu hồi đất và bàn giao cho chủ đầu tư 195,6 trên 230,1 hectare, đạt 85%. Đã di chuyển được 3.880 trên 3.926 ngôi mộ, đạt 98,8%. Các địa phương đang tích cực đẩy nhanh tiến độ thi công, xây dựng 11 trên 11 khu tái định cư và 7 trên 7 khu cải tạo mở rộng nghĩa trang. Sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả triển khai thực hiện chương trình phát triển hạ tầng, kết cấu giao thông đường bộ và phát triển đô thị tỉnh Hưng Yên. Theo kế hoạch, giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh thực hiện đầu tư trên 6.300 km đường cầu. Đến nay, khối lượng đã thực hiện đạt trên 1.800 km, 19,4 km đường quốc lộ, gần 52 km đường tỉnh, trên 220 km đường huyện, thị xã, liên xã, gần 500 km đường thôn, xóm, đường trục chính nội đồng. Tiến độ giải ngân hàng năm đạt tỷ lệ cao, đảm bảo theo nhiệm vụ đầu tư công. Riêng năm 2023 đã giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao. Quá trình thực hiện còn một số hạn chế như tiến độ một số dự án còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu, công tác giải phóng mặt bằng, một số dự án chưa đảm bảo tiến độ, các tuyến đường giao thông nông thôn mới chỉ đầu tư nâng cấp phần mặt đường, chưa chú ý nhiều đến hệ thống an toàn và các công trình phụ trợ. Sáng nay, Tổng cục Thuế tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ tại Cục Thuế tỉnh Hưng Yên. Hội nghị đã công bố quyết định về việc điều động bổ nhiệm ông Lê Đức Thuận, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nam Định và ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn, giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hưng Yên kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2024. Trước đó, vào ngày 28 tháng 3, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thuế cũng đã ban hành quyết định về việc bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo đối với ông Nguyễn Văn Quy và ông Nguyễn Văn Khích, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hưng Yên, giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh và Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hải Dương. Vào khoảng 2 giờ sáng nay, tại thôn Hòa Lạc, xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào, xảy ra vụ cháy nhà của một hộ dân, làm một người bị thương, thiệt hại ước tính hàng tỷ đồng. Vào thời gian trên, người dân phát hiện đám cháy tại tầng 1 của gia đình ông Bùi Văn Tạo, là nơi kinh doanh hàng tạp hóa với nhiều đồ vật dễ cháy. Ngọn lửa nhanh chóng bùng mạnh và lan lên tầng 2, tầng 3 của căn nhà. Ngay sau khi đám cháy xảy ra, lực lượng công an phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ cứu nạn của thị xã Mỹ Hào có mặt cùng nhân dân tiến hành khoanh vùng dập lửa. Vụ cháy làm một người bị thương, toàn bộ tài sản trong nhà đã bị lửa thiêu rụi, thiệt hại ước tính trên 2 tỷ đồng. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Trước vụ việc một nhà dân ở thôn Thống Nhất, xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ bị kẻ gian dùng xăng phóng hỏa làm cháy, hư hỏng nhiều tài sản, tổng giá trị thiệt hại khoảng 40 triệu đồng, công an huyện Tiên Lữ đã tìm ra thủ phạm. Quá trình rà soát xác minh, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tiên Lữ đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở và tạm giữ đối tượng Vũ Thế Trung, sinh năm 1986, tại thôn An Bình, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, hiện đang sinh sống cùng bạn gái tại thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Tại cơ quan điều tra, Trung khai nhận do anh Tê vay tiền của Trung nhưng không trả, nên đối tượng bức xúc đã thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà anh Tê vào ngày 19 tháng 1 và ngày 25 tháng 3 năm 2024. Xin được chuyển sang phần tin trong nước. Tại tờ trình Chính phủ dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu, Bộ Công Thương đề xuất các doanh nghiệp đầu mối có thể tự quyết định giá bán xăng dầu. Nhà nước chỉ công bố giá thế giới bình quân 15 ngày. Theo quy định hiện hành, nhà nước đưa ra giá cơ sở để làm căn cứ điều hành giá bán lẻ xăng dầu, tức là mức giá điều hành do nhà nước công bố giống như giá trần để các doanh nghiệp tự xác định giá bán lẻ trong hệ thống. Tuy nhiên, ở lần xây dựng nghị định mới, Bộ Công Thương đề xuất nhà nước không điều hành giá xăng dầu mà công bố giá thế giới bình quân 15 ngày và một số chi phí cố định. Dựa trên dữ liệu này, các doanh nghiệp đầu mối sẽ tự đưa ra giá bán tối đa. Năm nay, Bắc Giang dự kiến chỉ thu được khoảng 100.000 tấn vải thiều, giảm khoảng 50% so với năm 2023 vì thời tiết bất lợi.
Cụ thể, tỷ lệ vải thiều ra hoa thấp do mùa đông có nhiệt độ bình quân cao hơn so với bình quân nhiều năm khoảng 1,5 độ C, làm ảnh hưởng đến quá trình phân hóa mầm hoa cây vải. Bên cạnh đó, thời tiết từ giữa tháng 1 đến giữa tháng 2 năm nay có các đợt không khí lạnh ngắn, mưa nhỏ kéo dài, độ ẩm cao khiến nhiều diện tích vải bị ảnh hưởng đến năng suất. Sáng qua ngày 28 tháng 3, trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, Yên Bái đã xảy ra mưa đá kèm theo gió lốc kéo dài gần 30 phút. Chiều tối cùng ngày, mưa đá đã liên tiếp xuất hiện trên diện rộng tại tỉnh Nghệ An, gây thiệt hại về hoa màu, nhà cửa và công trình dân sinh. Tại các huyện Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Diễn Châu, các trận mưa đá kéo dài trong 20 đến 30 phút. Tại các huyện miền núi, miền biên giới như huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong cũng đã xuất hiện mưa đá. Những viên đá có đường kính từ 1,5 đến 3 cm làm dập nát hoa màu, thủng mái nhà của nhiều hộ dân. Các địa phương hiện vẫn đang thống kê thiệt hại. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Trung Bộ, những ngày tiếp theo rất dễ xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan. Bà con nhân dân vùng miền núi cần đề phòng tránh thiệt hại, rủi ro do dông lốc, mưa đá gây nên. Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa đưa ra cảnh báo lưu ý người dùng về hình thức lừa đảo trực tuyến mới qua email có quy mô quốc tế. Để phòng tránh sập bẫy lừa đảo, người dân được khuyến nghị cảnh giác với những cuộc gọi tin nhắn lạ, nhất là cuộc gọi tin nhắn tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước, không cung cấp thông tin cá nhân và không làm theo các yêu cầu của đối tượng, không tin vào những công việc dễ dàng, việc nhẹ, lương cao, không chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo. Cần cảnh giác khi có người lạ làm quen trên mạng, thường xuyên thay đổi mật khẩu và cài bảo mật hai lớp. Nếu phát hiện lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan công an. Chuyển sang phần tin quốc tế. Các quốc gia châu Mỹ có thể phải đối mặt với nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Cảnh báo này được Tổ chức Y tế Liên Mỹ, gọi tắt là PAHO, đưa ra ngày 28 tháng 3, trong bối cảnh châu lục này ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết trong quý 1 năm 2024 tăng tới 300% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổ chức Y tế Liên Mỹ dẫn các số liệu thống kê mới nhất cho thấy số ca nhiễm sốt xuất huyết tại khu vực châu Mỹ trong 3 tháng đầu năm 2024 lên tới 3,5 triệu trường hợp, bao gồm 1.000 người tử vong. Điều này đang đẩy châu Mỹ đứng trước nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết nghiêm trọng nhất trong lịch sử châu lục. Theo đó, Brazil là quốc gia có nhiều ca nhất, chiếm tới hơn 50%. Tiếp đến là hai quốc gia láng giềng cùng thuộc khu vực Nam Mỹ là Argentina và Paraguay với số ca mắc kỷ lục. Lý giải về tốc độ gia tăng ca mắc sốt xuất huyết tại khu vực châu Mỹ, các chuyên gia y tế cho biết tác động ngày càng gia tăng của hiện tượng nóng lên toàn cầu đã khiến muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết di chuyển tới những khu vực mà trước đây chúng chưa từng sinh sống, trong đó bao gồm cả những khu vực phi nhiệt đới như Nam Mỹ hay châu Âu. Chính phủ Thái Lan đã ra lệnh giám sát chặt chẽ chăn nuôi sau khi nước láng giềng Lào phát hiện tới 54 người nhiễm vi khuẩn gây bệnh than tại hai huyện của tỉnh Champasak, giáp tỉnh Udon Ratchathani, miền đông Thái Lan trong tháng 3. Chính phủ Thái Lan đã yêu cầu giới chức nước này theo dõi chặt chẽ dịch bệnh, đặc biệt là khu vực biên giới và bảo vệ người dân. Bên cạnh đó, bất kỳ ai phát hiện bất thường ở động vật cũng cần thông báo ngay cho chính quyền. Những ai tiếp xúc với động vật bị bệnh cần tới các cơ sở y tế. Thái Lan chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh than ở người kể từ năm 2001. Bệnh than là căn bệnh chết người do trực khuẩn than Bacillus anthracis gây ra trên đất hoặc cỏ bị ô nhiễm. Vật nuôi nhiễm vi khuẩn này, máu có thể bị truyền sang màu đen và cuối cùng là tử vong. Con người có thể mắc bệnh sau khi ăn thịt chưa nấu chín từ động vật bị nhiễm bệnh. Các triệu chứng bệnh than có thể xuất hiện trong vòng 2 tháng sau khi bị nhiễm trùng, bao gồm từ mụn nước nhỏ, nhức đầu, tiêu chảy và khó thở. Nhiễm bệnh than có thể khiến bệnh nhân tử vong nếu được chẩn đoán muộn. Trong thời tiết mùa xuân, hàng trăm nghìn du khách đã đổ về thung lũng Kashmir, Ấn Độ để thưởng ngoạn khung cảnh đẹp như tranh vẽ của vườn hoa tulip lớn nhất châu Á. Nằm dưới đồi Jabalwan và nhìn ra hồ Dan nổi tiếng thế giới, vườn hoa tulip này là một trong những điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng nhất tại Kashmir. Năm nay, khu vườn càng đẹp hơn khi được bổ sung 5 giống hoa tulip mới, nâng tổng số giống hoa tulip được trồng lên 73. Hiện, một con số kỷ lục 1,7 triệu cây hoa tulip đang khoe sắc tại khu vườn rộng hơn 55 hectare này. Lần đầu tiên được mở cửa vào năm 2007, vườn hoa tulip ở đây nhằm mục đích thúc đẩy nghề trồng hoa. Năm ngoái, khu vườn mở cửa khoảng 1 tháng và thu hút hơn 370.000 lượt du khách. Và năm nay, ban tổ chức sự kiện dự báo con số đó sẽ còn tăng cao hơn nữa. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18 giờ 30 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
Xin kính chào và hẹn gặp lại.